xin chào anh em. Ngày hôm nay tụi mình có gì nào? Anh em đoán thử xem, iPhone 14 hay là iWatch 8? Xài hết bởi vì hai máy chưa ra mắt nha. Siêu phẩm chúng ta ngày hôm nay chính là MacBook M2. Và Hắc Nam vinh dự là một trong những nơi đầu tiên tại Việt Nam được rước siêu phẩm này về dinh. Mọi người nôn nao xem sản phẩm này lâu lắm rồi đúng không? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng unbox thôi nào. Xét về ngoại hình của em thì không cần phải bàn cãi rồi, ngon, xịn mịn. Tuy nhiên, thật sự là nó không có gì quá khác biệt so với MacBook M1 hết. Nhìn tổng thể thì khó mà phân biệt được. Trong clip này mình chủ yếu là unbox để trải nghiệm xem bên trong chiếc hộp kia ngoài chiến thần MacBook M2 thì còn có gì nữa, cho nên mình sẽ chỉ nói sơ qua về hiệu năng đôi chút thôi nhé. Một điều dĩ nhiên, nâng cấp từ con chip M1 lên M2 thì chắc chắn hiệu năng sẽ phải có những thay đổi rồi đúng không nào? Những cải tiến đáng đề cập có thể kể đến tiêu biểu như M2 cũng làm tốt trong việc mã hóa và giải mã video với Media Engine. Xét về thực tế sử dụng thì M2 mang lại trải nghiệm nhanh hơn so với M1 khi sử dụng Google Docs mở đến 350 trang Docs khác nhau, đặc biệt khi thử kéo giữa các hàng trang hay chuyển đổi liên tục, cực kỳ mượt luôn. MacBook Pro M2 cũng có cải tiến nhỏ khi dùng nền tảng Switch Play Brow 4. Khi chúng ta thử thêm các hiệu ứng âm thanh vào thì M2 cho tốc độ nhanh hơn 11. Có thể tự tin nói M2 có tổng thể vượt trội hơn so với hai đối thủ là Intel và AMD, đặc biệt khi M2 vẫn đảm bảo được hiệu năng mạnh và thời lượng pin rất tốt. Để có sự chiêm ngưỡng kỹ hơn và cùng Hắc Nam trải nghiệm những tính năng thú vị trên chiếc MacBook M2 này, hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên follow fanpage cũng như kênh TikTok của Hắc Nam Mobile để cập nhật dòng chảy công nghệ nóng hổi nha.